Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Hôm nay lại kể cho các bạn nghe năm câu chuyện tâm linh có thiệt của những bạn từng trải qua, từng chứng kiến gửi về cho mình và mong muốn mình chia sẻ với mọi người. Những bạn gửi chuyện cho mình có thể gửi qua Facebook, qua Gmail tại đây nè. Và những bạn ủng hộ mình có thể gửi vào cái link donate phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ thì chúng ta vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên là của bạn Mai Trinh gửi về cho mình. Bạn kể là chuyện này nó xảy ra nó khá là kinh dị và em cũng không biết là lý do vì sao nữa. Thì từ nhỏ đến lớn bạn sống với ông bà ở dưới quê, thì ba mẹ đi làm xa rồi gửi tiền về cho ông bà nuôi bạn. Bạn ở từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì xảy ra hết nha. Và cái việc mà bị bóng này hay này kia cũng chưa từng xảy ra luôn. Nhưng mà tới năm lớp 9 là chuyện cách đây vài năm nè. Cái đêm đó thì bạn ngủ kế ông bà là nằm trên giường. Bạn thì khi ngủ hay mặc áo phông rộng lắm để cho nó thoải mái á. Quạt bạn bật á, chĩa thẳng vào bạn luôn. Cái đêm đó bạn ngủ, bạn lúc mơ lúc tỉnh á, thấy là có hai người đàn ông mà đen thùi lùi à, tiến tới giường bạn á, nhấc hai chân của bạn lên và lôi bạn đi. Thì lôi bạn trong trạng thái có mở mắt nha, mà kiểu mơ màng màng, nửa mơ nửa tỉnh như nào. Bạn cảm giác là họ nhấc bổng bạn lên, khiến cho cái phần áo ở dưới này nó trũng xuống và cái quạt á, nó chĩa thẳng vô, gió lùa sau lưng bạn, lạnh lắm, lạnh ngắt luôn. Xong rồi họ lôi đi từ tầm 2 bước, có ai á giữ cái đầu bạn lại, hai cái bàn tay, mà hai bàn tay này rất là ấm, nắm cái đầu bạn lại vậy nè để cho họ không lôi đi. Thì họ để bạn xuống, lúc đó là bạn tỉnh giấc. Thì khi bạn tỉnh giấc là bạn nằm cách xa vị trí lúc đầu bạn ngủ á, là một khoảng luôn. Bạn cứ nghĩ là mình mơ thôi và mình lăn xuống thôi, nhưng mà thường thường á mình nằm ngang vậy đi, mình lăn sẽ lăn qua lăn lại sẽ gớt xuống giường đúng không. Nhưng mà bạn ngủ thì thụt lùi xuống dưới, giống như nãy bạn nằm ở trên gối đi, bây giờ cái gối cách xa bạn chừng khoảng tay gì đó. Bạn mới trở về vị trí cũ, nằm ngủ tới sáng. Bạn thức dậy bạn cũng không nói cho bà đâu, cứ nghĩ là mình mơ thôi, cho đó là mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cái đêm tiếp theo vẫn trải qua cảm giác đó. Nhà của bạn ngủ là chỉ mở duy nhất cái đèn bàn thờ ở nhà trước thôi, trong phòng là tối thui luôn. Tối hôm đó bạn ngủ kiểu giật mình mơ mơ màng màng, muốn mở mắt mà mở không được. Bạn mới xoay người về cái phía cửa ra vào á, thì bạn thấy là có hai người đàn ông đi từ từ lại và kế bên bạn như nào. Rồi hai người đó bắt đầu nhấc cái người bạn lên, vẫn là cảm giác y chang hôm qua luôn. Vẫn là gió lùa sau lưng bạn khiến cho da gà bạn nổi, bạn muốn giật mình á mà giật không được. Lúc mà họ nhấc đi được vài bước á, y chang hôm qua, vẫn là hai cái bàn tay nắm cái đầu bạn lại, nhưng mà lúc này người ta nắm á, khiến cho cái cổ bạn ngước lên đi nè. Thì bạn không thấy ai đứng ở trên đầu mình hết. Hai cái tay này chính xác là từ cái lòng đất á, trồi lên và giữ cái đầu bạn lại. Là cái đêm thứ hai rồi, bạn không có cảm giác sợ sệt khi thấy hai cái bàn tay mà nắm cái đầu bạn lại nha. Nhưng bạn lại có cảm giác sợ khi nhìn hai cái bóng đen đó. Rồi sau đó bạn lại giật mình tỉnh giấc, lại cách xa cái vị trí gối nằm một cái thước tay dài luôn. Bạn lại bò lên vị trí gối nằm và ngủ tiếp. Đêm tiếp theo vẫn bị như vậy là 3 đêm liền rồi, giống như có ai đó cố bắt bạn đi gì đó. Và lúc nào bạn tỉnh giấc là cũng nằm ở dưới cái góc giường chân á. Bạn mới sợ và nói cho bà bạn nghe. Bà bạn kêu là bây giờ con lấy con dao con để dưới gầm giường đi. Thì bà không nói là ai là người giữ bạn lại và hai cái bóng đen đó là ai nha. Từ khi bạn đặt cái dao á, ở dưới gầm giường thì bạn không còn bị lôi nữa. Giống như cái vía của bạn này á, là hợp với cái dao, nên khi để á, là không còn bị người ta nhát nữa. Một số bạn để thì không hợp vía nên bị nhát. Có thể nghĩ là cái người giữ bạn lại, một là thổ địa, người ta muốn bắt bạn đi, muốn ghẹo bạn, thì thổ địa phải giữ bạn lại, bảo vệ bạn, tại vì quá chức trách cho cái việc mà vong lạ vào nhà đó. Đó, các bạn lưu ý nha. Thường á, hồi lúc mình đã có một khoảng thời gian mọi người, mình ngủ nha, mình nằm trên gối rõ ràng, sáng hôm sau là mình cách cái gối đâu là chừng một khoảng tay gì đó. Mình có nói cho bà mình nghe, bà mình có làm mấy cái để mấy cái vật xung quanh giường cho mình ngủ là mình không còn nữa. Nói chứ đó giờ mình chưa bao giờ gặp nha, nhưng mà mấy cái hiện tượng lạ khi mình ngủ thức dậy, giống như đồ của mình bị lột, không phải là kiểu mà lột hết đâu, nó bị bung ra hay là mình bị lôi đi cái giường. Với lại một lần mình thoát chết khi bệnh sốt xuất huyết nữa, mình thấy nhiều điều kỳ diệu xung quanh cuộc đời mình lắm. Có dịp mình sẽ kể cho các bạn nghe. Giờ thì các bạn lưu ý nha, những cái bạn nào mà để dao á, mà thấy người lạ vong á, người ta lấy dao gượt mình thì đừng có để nữa. Còn nếu mà để mà không có ai gượt mình, là không có mơ bậy bạ thì cứ để đi, dao bảo vệ được bạn đó. Câu chuyện thứ hai ngày hôm nay là của Thảo Nguyên gửi về cho mình. Thảo Nguyên kể là em có một người ba rất tin vào tâm linh và em cũng được thừa hưởng cái điều tâm linh đó, là em tin vào Phật pháp lắm.
Một điều nữa là hồi đó giờ em chưa bao giờ bị bóng đè nha, nhưng mà những cái chuyện xảy ra xung quanh em giống như điềm xấu, điều tốt gì đó đều có điềm báo để cho em biết và em nói cho gia đình hết. Giống như là bạn có người dựa với mọi người nhưng mà bạn không bao giờ thấy được những cái điều đó. Thì bạn nói là gia đình bạn chuyển sang nhà mới cũng được 3 năm rồi. Thì hôm đó bạn lướt TikTok á, xem về mấy cái video nấu ăn này kia kia nọ, xong rồi xuất hiện cái video của mình. Thì bạn xem cái video của mình về một người bạn á, bị nhát trong ký túc xá. Và bạn đó nghe vậy xong mới nghĩ là mình đã từng bao giờ bị đè chưa ta. Rồi bạn mới quyết định là tắt cái điện thoại đi. Rồi tự nhiên buồn ngủ quá mới đi ngủ. Thường nha, trước khi ngủ là thường ngày luôn, bạn xem những cái video trên YouTube về âm thanh ASMR, tức là những cái video ăn uống mà chỉ có riêng âm thanh nhai này kia thôi, hoặc là sách nói cho bạn dễ ngủ. Nhưng hôm đó là bạn quá buồn ngủ đi, bạn không nghe nó luôn, bạn tắt và bạn để sang một bên. Bạn kéo mền lên, bật điều hòa 25 độ C để vào giấc ngủ. Bạn thì ngủ bình yên trong phòng. Lúc này là buổi tối rồi mọi người. Thì khi bạn ngủ á, bạn thấy là bạn xuất hiện ở ngôi nhà cũ của bạn. Thì ngôi nhà cũ này gia đình bạn đã chuyển đi được 3 năm rồi. Rồi chơi với em gái của bạn trên giường nữa. Và hai chị em giỡn rất là vui. Đang kéo mền lên, hai đứa đang đắp gì đó. Đứa em gái này khi gia đình bạn chuyển sang nhà mới mới sinh nó ra. Tự nhiên bây giờ nó xuất hiện trong ngôi nhà cũ của gia đình bạn bán lâu rồi. Sau đó có một người cô của bạn á, đi từ cửa vào và giật mền hai chị em bạn đang đắp. Theo bản năng là bạn phải giật lại cái mền để lấy đắp cho em bạn. Thì bạn mới nhìn lại vị trí hồi nãy cô bạn đứng á, không có cô bạn nữa. Em bạn cũng mất tiêu luôn. Trong phòng giờ chỉ có mình bạn thôi. Và bạn nhìn xung quanh chính xác là ngôi nhà cũ của bạn. Bạn mới ngạc nhiên và biết là bạn đang mơ rồi. Và bạn làm chủ được mọi thứ trong giấc mơ nha. Bạn cố tỉnh mà tỉnh không được mọi người. Trong giấc mơ đó thì bạn quyết định là sẽ đi ngủ. Bạn nằm xuống và đắp mền. Thì bạn nhắm mắt vậy nè, nghe một tiếng hù. Bạn mở mắt ra, có một đứa gái tóc ngang, nó nằm kế bên bạn á. Xong đó nó ngồi lên, nó phóng tràn lên người bạn luôn. Nó đè bạn nha. Thì bạn kêu nó tránh ra. Nó không tránh. Nó không tránh là không tránh á. Nó đè tiếp mà nó cứ như vậy nè. Nó làm bạn sợ lắm kìa. Thì bạn mới niệm Phật liên tục luôn. Rồi bạn thử nhiều cách là nắm cái bàn tay vậy nè, giấu cái ngón trỏ để cho nó không dẫn bạn đi á. Liên tiếp với điều đó là bạn đẩy nó ra, bạn kêu nó tránh ra tránh ra. Nhưng mà con nhỏ này nó lì lắm mọi người, nó cứ đè thôi. Bạn cố nhắm mắt và muốn thoát khỏi giấc mơ á thì bạn thoát được nha. Nhưng mà ở ngoài đời á, bạn mệt lắm, bạn không thể mở mắt được, giống như bạn bị sốt miên man luôn, người bạn nó nóng ran ra luôn á. Và điều hòa lúc này là 25 độ C. Bạn muốn mở mắt á thì tầm 5 phút bạn mới bắt đầu có thể mở ra một cách hoàn toàn. Chứ nãy là kiểu nửa mơ nửa tỉnh á, mở xíu rồi nhắm, mở xíu rồi nhắm, bạn thấy mờ mờ ảo thôi. Không, bạn mới ngồi dậy và tìm cái điện thoại để xem mấy giờ rồi. Thì thời gian chỉ trôi qua nãy giờ có 20 phút thôi. Có 20 phút thôi, nhưng mà trong giấc mơ bạn cảm tưởng giống như là chơi mấy tiếng đồng hồ gì đó. Bạn nói một điều này nó kinh dị làm sao á. Thì lúc này bạn xem cái video của mình là ngay buổi tối mà mở loa lớn á mọi người. Thì biết đâu trong nhà bạn hồi đó giờ có người âm nhưng mà người ta không có ghẹo gì hết. Thì bạn một cái suy nghĩ thoáng qua thôi, người ta biết được. Xong rồi người ta cho bạn thấy chỉ là một cái suy nghĩ của bạn thôi đó. Bạn suy nghĩ là à, mình bị đè cuối cùng là lần nào, hoặc là mình đã từng bị đè chưa ta. Mà cuối cùng là bị đè mọi người. Ghê không? Có một số người nói á, là người âm người ta có thể đọc được những cái suy nghĩ trong đầu mình. Một số người khác á, là nói không có thể đâu. Thì cũng tùy người mọi người. Câu chuyện hôm qua mình kể cũng là cái người đó đọc được cái suy nghĩ mình niệm Phật trong đầu á, mới bóp cổ mẹ bạn kia. Chứ không thôi là chỉ nhát thường thường thôi. Câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là một bạn nữ xin giấu tên gửi về cho mình. Chuyện này xảy ra được 5 năm rồi. Ngay cái đợt gia đình bạn á, kiểu đại gia đình đi chơi xuống Vũng Tàu luôn. Thì xuống đó mướn một khách sạn 4 sao rất là nổi tiếng để ở. Do là đi từ sáng sớm á, mọi người đi chơi vòng 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 rồi đến nơi, về lại khách sạn là 8-9 giờ rồi. Rồi người lớn mới quyết định là cho ba chị em của bạn ở chung một phòng, gọi là chị A và chị B đi. Về đến phòng á, mọi người nói chuyện với nhau, tắm rửa, sửa soạn đi ngủ. Lúc nằm lên giường là 10 giờ mấy, 11 giờ. Nói chuyện với nhau một xíu á, thì chị B với bạn ngủ chung một giường. Chị A thì ngủ riêng một giường và lúc đó đang bấm điện thoại. Chị B buồn ngủ quá, nằm xuống ngủ luôn. Có bạn với chị A đang nói chuyện với nhau một xíu nữa thôi là bạn cũng lim dim rồi.
Chị A thì nằm đó vẫn lướt điện thoại ngon lành nha, chưa có dấu hiệu mệt. Thì chị A mới đi tắt đèn để cho hai chị em bên đây dễ ngủ hơn. Nói sơ lược về cách bố trí của cái phòng này là hai cái giường đặt gần nhau, chính giữa là có một cái bàn. Cái bàn này trên đó đặt một cái đèn ngủ. Trên đầu giường của hai cái giường có ba bốn bức tranh gì đó. Và đối diện cái giường á là một chỗ là nó để chữ gương. Cái gương toàn thân đối diện ở hai cái giường nằm luôn. Đáng lẽ người ta để ở phía cửa ra vào á ha. Thì lúc đó là bạn nằm lim dim. Thì còn mở cái đèn ngủ thôi, chị A vẫn đang lướt điện thoại. Đột nhiên bạn và chị A nghe tiếng khóc em bé kiểu e e, mọi người e e, và tiếng khóc này nó cứ lớn dần lớn dần lớn dần. Thì bạn với chị A cứ nghĩ đơn giản là phòng bên cạnh có con nít và nó đang khóc, tại vì mình ở khác tầng với người lớn thì cái phòng bên cạnh chắc chắn là có con nít, nên hai chị em cứ để vậy thôi. Nhưng mà nửa tiếng trôi qua là 1 giờ sáng rồi, cái tiếng đó vẫn còn. Chị A mới đứng dậy đi xung quanh phòng để xem cái tiếng khóc nó xuất phát từ ở đâu. Chị đứng ở giường nha, xong rồi đi thẳng ở bên vách đối diện á, kề cái tai vô nghe thì không có, rồi đi mọi phía luôn. Tự nhiên chị dừng chân ở trước giường của bạn, là tại vì á chị nghe cái âm thanh em bé nó xuất phát ở chính giữa bạn và chị B, tức là bạn với chị B nằm cũng xa nhau lắm, và cái âm thanh em bé nó xuất phát ở chính giữa đó đó. Thì chị A mới sợ và lay bạn dậy, lay nè, bạn không tỉnh được, không tỉnh được luôn. Bạn biết nha, bạn giống như là bạn tỉnh trong ý thức á, nhưng bạn không thể mở mắt được. Chị A lay bạn á, thì lúc này cái giường nó bắt đầu rung, mọi người, nó rung như nào. Chị A gờ bạn nha, mà rung theo cái giường luôn á. Thêm một cái là cái đèn ngủ nó cứ chớp tắt liên tục. Lúc này 1 giờ mấy sáng rồi, âm thanh nha, có một người phụ nữ kêu thét gì đó rất là lớn, nhưng mà bạn không nghe được, bạn không nghe rõ cái người đó muốn nói gì á. Chị A cũng nghe chan bạn luôn, nhưng mà bạn cố mở mắt mở không được, bạn cứ mơ màng màng nè. Chị A lay bạn lay liên tục luôn, những cái bức tranh mà treo trên tường nó rung, mọi người, bạn thấy nó rung luôn. Và cái kính ở đối diện á nó tối thui à, giống như ai sơn một màu đen lên vậy đó. Rồi bạn ở trên tầng nha, bạn nghe như ai dậm chân và chạy rất là dữ. Chị A quá trời sợ luôn, lay bạn bạn không tỉnh kiểu hoàn toàn á. Chị A phóng lên giường chùm cái mền và niệm Phật, tự nhiên giờ mình nổi chân da gà luôn. Thật sự là kể những khúc này á, các bạn thử tưởng tượng đi, ôi mình ở trong phòng bình ơn đó mọi người. Xong rồi bạn á nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau á, bạn với chị A có nói lại với nhau rồi hỏi chị B là tối mày có nghe không. Chị B nói không, tối ngủ có nghe gì đâu, ngon lành luôn. Và cái đèn ngủ thì lúc mà chị A thấy nó chớp tắt liên tục nha, chị A lên đó chùm mền khoảng 5 phút mới hé ra, thì nó không còn chớp tắt nữa. Và trong cái lúc hoảng loạn mà chị A phóng lên giường á, chị A có bấm cái điện thoại chụp, mọi người, kiểu là không biết tại sao mình lướt trúng cái khúc đó mà mình chụp luôn. Thì chị A mới lấy cái điện thoại ra cho mọi người xem á, thì thấy nó có cái bóng trắng xẹt ngang, chị A chụp sau ngay phía cửa sổ, mọi người. Ồ, ba đứa xem hết trời sởn chân gai ốc luôn, đặc biệt là sau gáy nè. Người lớn mới kêu là thôi ngủ đó thêm một ngày nữa đi, nếu mà còn nữa thì mình yêu cầu chuyển phòng, mình ở đây tới 3 đêm lần mà. Thì ba chị em vẫn nghĩ là chắc cái đêm nay nó không bị ghẹo đâu. Sau đó là buổi chiều có hẹn nhau là đi bơi đến chập tối 7:30 vẫn không muốn lên. Chị A quyết định là lên trước, còn bạn với chị B dưới để bê đuôi với nhau thôi. Lúc này là trời chập tối rồi, cái hồ bơi thì nó xây biệt lập bên ngoài, nó có đèn gọi xuống nha, chứ không phải là xe trong nhà. Một cái nữa là lúc này gần 8 giờ tối rồi, thì hồ á chỉ còn hai chị em thôi. Bạn có nhìn á thì thấy cách bạn tầm mấy bước chân á, tự nhiên nó có một mảng đen dài luôn. Bạn lúc đầu nhìn thì giật mình cái, nhưng mà nhìn lại thì nó giống một cái vật gì á người ta để dưới và người ta trang trí hơn là một cái bóng đen. Thì bạn tiếp tục bơi, thì hai chị em bơi từ bên đầu bên này sang bên kia. Lúc mà bơi á thì bạn có mang kính bơi và hộp xuống để lặn, kiểu mà bơi chìm á cho nó nhanh. Thì bạn có ngước lại nhìn á, thấy hình như cái bóng đen nó theo hai chị em bạn luôn. Và bạn thấy nó rõ ràng luôn nha. Sau một khi bạn bơi lại đầu bên kia, bạn ngước lên á và bạn bước lên bờ, bạn nhìn xuống thì không thấy bóng đen nào hết. Bạn mới kêu chị bơi là thôi thôi chị ơi, hai chị em đi lên đi, chứ bạn không có kể chuyện này cho chị bơi, sợ á là chị đó sẽ không ngủ được. Hôm qua chị đó đâu có bị nhát đâu, có lẽ là hôm nay sẽ bị nhát làm sao. Hai chị em lên trển tắm rửa xong rồi đi xuống đi dạo, có gặp người bạn của bạn, gia đình nó cũng du lịch ở Vũng Tàu và ở khách sạn này luôn. Nó ở phòng khác tầng của bạn, nó kể là tối hôm qua nó cũng bị nhát nữa mà kinh dị lắm. Thì bạn không có đề cập chi tiết, chỉ nói vậy thôi. Và nó nói là nó gặp người phụ nữ, thì bạn cũng nghe người phụ nữ nhưng mà bạn không có gặp tối hôm qua. Tuy nhiên bạn với chị B sởn chân da gà luôn. Thì sau đó
mọi người cũng yêu cầu là chuyển phòng cho mấy chị em bạn sang phòng mới ngủ thì không có chuyện gì hết. Theo mình biết nha, thì mấy cái khách sạn 4 sao á, đa số là chỉ có khách VIP mới ở, thời xưa là vậy. Bây giờ thì chỉ cần có 3 4 triệu là có thể ở và ở được rồi. Thì những cái phòng đó thường bỏ trống mà mọi người, người ông người ta tá túc, hoặc là cái lịch sử của khách sạn đó hồi xưa nó là chỗ gì người ta mới mua và xây khách sạn lên. Thì chỗ mình có nhiều resort lắm mọi người, thì có nhiều người á vào đó trải nghiệm cũng bị nhát nữa, mất vài triệu vô trong ở để trải nghiệm một sự sung sướng của VIP là người VIP á, nhưng mà ngủ đó là bị vong nhát, vừa không có trải nghiệm tốt mà vừa mất tiền nữa. Buồn ha, buồn cho những người đó. Nên muốn đi du lịch đó, trước khi vào phòng mới gõ cửa phòng ba cái xin phép người ta và nói là đừng có nhát, rồi con chỉ cần ở đây một hai ngày thôi rồi mình cảm ơn người ta, vậy sẽ đỡ bị nhát hơn. Câu chuyện thứ tư này á là của em bạn đó trải qua. Em bạn nhỏ hơn bạn cũng vài tuổi thôi. Thì vào năm 2017-2018 gì đó, gia đình bạn có quyết định là sẽ chuyển nhà nên có đi xem nhà. Thì ba mẹ đi xem á, em trai bạn đột nhiên nó đòi đi xem mọi người, nó đòi đi xem cùng ba mẹ. Ba mẹ cũng dẫn nó đi luôn. Thì theo nó kể là căn nhà này nằm trong một con hẻm. Và khi mà vào nhà, người ta vừa mở cửa ra một cái thôi, nó bước vô nha, là nó cảm giác là sợ sệt, kèm theo một cảm giác nó lạnh lắm. Thì ba mẹ vẫn đi vào, nhà này nó có 2 tầng. Sau khi mà thăm thú cái xung quanh tầng dưới á, ba mẹ có quyết định là sẽ bước lên tầng trên để xem với cái người môi giới. Thì nó đứng ở dưới, nó nhìn lên tầng 2. Nó nhìn tầng 2, nó thấy ủa sao mà âm u vậy ta. Ba mẹ bắt đầu bước lên những cái tầng thang rồi, thì nó đứng ở dưới này nè, nó nhìn lên. Nó thấy rõ ràng là một người phụ nữ luôn, đứng trên đó nhìn xuống nó, xong rồi chạy vụt qua vậy nè, tóc dài mà phấp phới gì luôn. Ba mẹ thì quay qua nói chuyện với cô môi giới, vừa nói vừa lên tầng 2 á, nó tính kêu mà sao á, cảm giác nó không thể nói ra, cái nó lạnh ở chân tóc gáy, nó mới chạy theo, tại vì nó sợ quá, nó đứng dưới đây một mình, nó chạy theo ba mẹ lên tới trển á. Nó nhìn cái tầng 2, ủa tầng 2 cao vậy mà sao nhìn âm u vậy, tối tăm, nó ở đây nó cảm giác là không an toàn. Cái nó hỏi ba mẹ ơi, ba mẹ có nghe gì không? Tại vì ngay lúc này á, nó nghe những cái âm thanh người ta nói chuyện, có phụ nữ và có đàn ông nói với nhau, nhưng mà không rõ cái từ gì hết. Âm thanh nó giống như đang cầm cái micro mà nói, nó cứ vang 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 bên lỗ tai nó vậy nè. Lúc đầu thì nhỏ thôi, nhưng mà sau đó thì âm thanh càng lớn hơn khiến nó phải bịt tai lại luôn. Ba mẹ trả lời là không, nãy giờ có nghe âm thanh gì đâu, chỉ là đang nói chuyện với cô môi giới thôi, con ngồi đợi xíu đi. Thì sau đó nó nghe âm thanh càng ngày càng khiến nó khó chịu á, nó đứng im vậy nè. Một lúc sau nó hết nghe. Thì lúc này ba mẹ cũng chuẩn bị đi về luôn, cũng đang do dự có nên mua hay không đó. Thì đi xuống tầng thang thì nó thấy nha, một người đàn ông ngồi dưới tầng thang mà đang xì lì vậy đó, chừng chừng mắt nhìn nó, mà nó không, đôi mắt không có tròng trắng nha, nhưng nó cảm nhận là người này cực kỳ ghét nó, mắt nó chừng chừng dữ lắm. Khi nó cảm tưởng là nếu mà mình đi xuống á thì người đàn ông này sẽ đánh mình, sẽ bắt mình sẽ bước qua người đàn ông này á thì mình mới đi xuống tầng 1 được. Tại vì á, người đàn ông này ngồi á xoay về hướng phía trên lầu 2 và kiểu ngồi chồm hổm á mọi người. Nó quá thì sợ đi, nó cứ nắm chặt tay ba này nè để ba giảng xuống á. Thì nó vừa chợp mắt một cái mở lên, không thấy người đàn ông đó nữa. Rõ ràng người đàn ông còn ngồi ở tầng đó mà, ở cái bậc thang đó mà giờ không thấy nữa. Tự nhiên nó sởn cho da gà luôn, nó kêu ba mẹ về, nó khóc, nó la tùm xùm, nó kêu là về về về. Thì ba mẹ thấy nó khóc vậy quýnh quá cũng về luôn. Thì về nó kể cho ba mẹ và kể cho bạn nghe là ba mẹ không có mua căn nhà nó nữa. Thì tại vì lúc đó nó còn khá là nhỏ, 8-9 tuổi thôi, người ta cho thấy để khỏi mua căn nhà này đó. Thì nhà này vừa bước vô cảm giác sợ sệt rồi, dẫn con nít theo là đúng đắn luôn á. Nó có thể là nhìn thấy nhưng mà sợ là con nít sẽ bị ám ảnh thôi. Ba mẹ không mua căn nhà đó thì gia đình bạn cũng đỡ một khoản tiền, chứ không thôi mua căn nhà đó xong rồi vào ở rồi gặp mấy cái người đó phá quá lại tốn mớ tiền, có khi treo bảng bán nhà còn không bán được cho ai nữa. Câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay là của bạn Như gửi về cho mình. Thì trong câu chuyện này có 4 nhân vật mà mình để ý nha. Những bạn nữ, phái nữ là dễ bị nhát hơn là phái nam. Các bạn nữ nên phòng thân cho mình những cái bùa may mắn đi nha, bùa bình an á. Thì bạn kể là vào năm 2016 mẹ em mang thai, sau đó là 2017 sinh em của em ra. Thì do là gia đình em ở chợ Bình Dương á, căn đó nó quá nhỏ đi, khi sinh em bé ra cần một không gian rộng hơn để cho thoáng em bé, ba mẹ chuyển một căn chợ khác. Căn chợ này nó chỉ xem một xíu tiền thôi nhưng mà nó rộng hơn. Rồi ba mẹ ở một khoảng thời gian đầu không có chuyện gì xảy ra hết, thường là gia đình bạn 10 giờ đã ngủ rồi và ngủ á, thì rất là ngon lành tới sáng luôn. Nhưng mà khoảng thời gian sau em bạn thường khóc giữa đêm đó mọi người.
Khóc mà lúc đầu bạn thấy là nó khóc bình thường thôi thì ba mẹ dỗ một xíu nó sẽ nín, nhưng mà sau này nha, dần cần gần về sau á, em bạn nó khóc mà nó không ngừng luôn, dù cách nào nó cũng không ngừng chứ á, nó khóc da nó bắt đầu đỏ rồi trở thành tím luôn. Khoảng thời gian đó ba với mẹ là thức nguyên đêm để canh em luôn, tại vì dỗ một xíu em nín, đặt em xuống là em lại khóc. Em là 24 chứ 24 là trên tay á, chứ đặt xuống là khóc á, thức tới 5-6 giờ sáng, rồi có khi chợp mắt một xíu ba lại đi làm nữa rồi. Thì lúc đầu bạn nghĩ là em dở chứng thôi, nhưng sau này em khóc đến mức mà tím da tím thịt á, bạn xót em lắm. Có một cái hôm ba với mẹ đi đâu á, xong rồi đi về dẫn bạn, cứ nghĩ là tưởng đi chơi thôi, nhưng mà ba mẹ chở đi vô một con hẻm thì bạn thấy có một người đàn ông đang chạy xe đứng đó đợi. Thì ba mẹ bạn chạy theo cái người đàn ông đó dẫn vô một ngôi nhà. Ngôi nhà này có hai ông bà đang nằm võng, thì ba mẹ bạn đi xuống và kiểu tôn kính hai người đó lắm. Sau đó ông mới kêu ba gia đình của bạn á đi vào nhà chính, thì bạn thấy là thờ rất là nhiều Phật, rồi kêu gia đình bạn ngồi đó đi. Ba mẹ bạn á làm những động tác nghiêm, sau ngồi im lặng, sau là bạn làm y chang vậy luôn. Rồi bạn mới thấy người đàn ông đó đi xung quanh gia đình bạn, rồi đọc những cái câu gì á là câu chú á mọi người, đọc liên hồi miệng luôn. Xong rồi ổng giật lên cái cười, rồi ổng mới nói là ổng nói nhiều với cha mẹ bạn lắm. Và bạn nhớ là ở chỗ bạn ở á, hồi xưa có một người phụ nữ nha, mang thai rồi mất ở đó, rồi xong người ta chôn ở đó đó, còn người chủ mua đất lại không biết, người ta xây cái nhà lên, xây nhà trọ cho gia đình bạn mướn. Và cái người phụ nữ mang thai đó rất là thích em bạn, tại vì bà mang thai xong bà mất á, bà chưa có đẻ được con, thì bà mới ngắt nhéo em bạn mỗi đêm luôn. Mà em bạn khóc điếng đó, lúc đầu là bà chỉ nựng thôi, sau này là bà ngắt bà nhéo em bạn mới đau quá, đau điếng luôn á, em bạn khóc. Thì ổng mới làm bốn lá bùa đưa cho gia đình bạn, thì ổng nói thêm là người phụ nữ nó cũng hành nữa, hành bạn với mẹ bạn. Thì thật sự nha, lúc á bạn với mẹ bạn hay bị đau bụng lắm, mẹ thì đau vai, bạn đang xem phim tivi đi tự nhiên cái bụng bạn nó thắt một cái đau, bạn nằm quặn quại luôn, bạn ôm bụng bạn la quá trời luôn. Lúc đó bà mẹ có đưa đi khám tưởng là bạn bệnh cái gì bao tử này kia mà, nhưng mà không, bạn ăn đầy đủ không bỏ bữa nào hết, rồi cái chuyện mà ăn đồ bậy bạ cũng không có luôn. Thì sau này mới biết là cái bà đó, bà hành, bà cũng muốn bắt em bạn đi nhưng mà bắt không có được, kiểu mà không có hợp á, bà đang lựa thời cơ mà gia đình bạn là phát hiện ra rồi. Không biết là sao ba mẹ bạn phát hiện ra mà đi thầy nữa. Có lẽ một cái dấu hiệu đó là em bạn thường xuyên khóc đêm, mà khóc và tím tái cơ thể luôn á. Thì thầy kêu là đem bốn lá bùa treo bốn góc phòng đi, gia đình bạn về ba có treo bốn góc nha. Lúc đầu là em bạn vẫn còn khóc nhưng sau này thì nó bớt dần. Ba mẹ bạn thấy ở gì cũng không có ổn mới chuyển đi chỗ khác, và chuyển đi tới chỗ ở hiện tại luôn, là em bạn nó lớn luôn rồi, không có chuyện gì xảy ra hết, vẫn lấy bốn lá bùa ở cái nhà cũ treo chỗ cái nhà mới. Thì đó, kiểu mà chấn á, người ta không vào được cũng không nhắc em bạn luôn. Em bạn giờ cũng khỏe mạnh rồi, lon ton dễ thương lắm. Trong câu chuyện này may là ba mẹ bạn phát giác kịp, có lẽ là cái chuyện này cũng kéo được vài tháng ba mẹ bạn mới phát giác, là người ta cũng nói vô cho ba mẹ bạn tin, rồi dẫn đi xem thầy, cũng có người chỉ này kia. Thì đó là một điều may mắn. Còn có một số gia đình đó không có tin vào tâm linh, thấy con nít khóc á là cứ tưởng là nó kiểu mà dở chứng hoặc là cái tính nết nó vậy thôi, rồi cứ bỏ qua luôn, bắt qua luôn, rồi xong con tự nhiên mất mất lúc nào cũng hay luôn. Nhiều khi là kiểu mắc bất tử á, mình có kể cho các bạn rồi, hồi lúc bà nội mình có sinh cô hai mình ra thì cũng hay khóc gì đó, thì đi có con cú nó bay vô nhà, cái cô hai mình nằm tầm nửa tiếng tiếng cái tiền hước lên khóc ghé lên cái rồi đi luôn, là mất luôn, mất trước mặt của bà mình luôn á, kinh dị không. Cuối cùng thực hiện xong lời hứa cái năm câu chuyện tâm linh cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cuối video, nhớ like và subscribe kênh của mình, khi có video mới YouTube sẽ báo cho bạn biết. Có thể là mình kể không hay nhưng mà cũng mong là mình truyền tải được hết tất cả nội dung và những câu chuyện các bạn gửi cho mình. Tạm biệt, bye bye.